Mến chào các bạn đến với 1001 câu chuyện rèn giọng nói luyện nội tâm từ Học viện Tinh Hoa Giọng Nói Việt. Hành trình này không chỉ rèn luyện giọng nói mà còn vun bồi nội tâm qua câu chuyện giàu giá trị và bài học quý báu về cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và hòa mình vào không gian câu chuyện ý nghĩa này. Câu chuyện số 19: Sức mạnh của trí tưởng tượng. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé tên là Aben. Aben nổi tiếng là người nhút nhát, sống nội tâm và ít nói. Anh thường xuyên bị bắt nạt ở trường, sợ nhìn vào ánh mắt của mọi người và luôn luôn nhìn xuống. Một ngày nọ, anh tìm được một đồng cỏ với một cái cây nơi anh có thể ngồi suy ngẫm hàng giờ. Một ngày nọ, khi Aben đang ngồi trên đồng cỏ yêu thích của mình, có một vị sư già tên là Ki đã đến gần anh ấy. Thầy Ki nổi tiếng với trí tuệ và sự hiện diện thanh thản. Ông ấy có thể cảm nhận được năng lượng sáng tạo tỏa ra từ Aben và quyết định chia sẻ một bài học với anh ấy. Thầy Ki nói với Aben rằng sức mạnh của trí tưởng tượng là một món quà có thể biến đổi thế giới của con. Bây giờ hãy để ta kể cho con nghe một câu chuyện. Và thế là thầy bắt đầu kể về một vườn quốc gia xa xôi cách đây rất lâu, có một vùng đất cằn cỗi, dường như không có thứ gì có thể nảy mầm lên được. Người dân vương quốc đó chán nản và cộng đồng sôi động ấy đã mất tinh thần. Một ngày nọ, có một cô gái trẻ đến vương quốc. Thay vì tuyệt vọng trước khung cảnh hoang tàn, cô ấy nhắm mắt lại và hình dung ra một khu vườn tươi tốt. Người phụ nữ trẻ đã bắt đầu gieo hạt trên đất khô cằn, không bằng tay mà bằng trí tưởng tượng của mình. Cô thấy từng hạt giống lớn lên thành một bông hoa rực rỡ và không khí tràn ngập thơm ngọt của hoa. Ngày qua ngày, người phụ nữ trẻ chăm sóc khu vườn tưởng tượng của mình với sự quan tâm, yêu thương, và điều kỳ diệu đã bắt đầu xảy ra. Aben ngồi đó, trong sự ngạc nhiên, anh nhận ra sự sâu sắc trong lời nói của thầy Ki. Anh đã hỏi thầy: "Thưa thầy, tên cô gái trẻ là gì ạ?" Thầy Ki mỉm cười nhìn Aben và nói: "Việc đặt tên cho cô gái trẻ là tùy thuộc vào Aben." Thầy Ki nói: "Câu chuyện mà ta vừa kể cho con nghe đã diễn ra trọn vẹn trong tâm trí của con. Và bây giờ đến lượt con đặt tên cho cô gái trẻ này và thổi sức sống vào câu chuyện." Aben bối rối, không biết phải làm gì. Nhưng thầy Ki đã nói rằng hãy đặt tên cho cô gái trẻ. Và thật bất ngờ, Aben nói: "Con sẽ gọi cô ấy là Mai." Hài lòng với câu trả lời, thầy Ki mỉm cười với Aben rồi rời đi. Các bạn thân mến, thông điệp của câu chuyện ngày hôm nay giúp chúng ta nhận ra rằng đừng sống từ bên ngoài vào trong, mà hãy sống từ chính mình ra thế giới bên ngoài. Mỗi người chúng ta đều có sức mạnh bên trong và trí tưởng tượng của chúng ta là một công cụ mạnh mẽ để thổi sức sống vào thế giới này. Thậm chí, khi môi trường xung quanh có vẻ u ám và khó khăn, chúng ta vẫn có thể sáng tạo ra những điều kỳ diệu bằng sự sáng tạo và lòng kiên nhẫn của mình. Hãy tin vào bản thân và sức mạnh của trí tưởng tượng. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể tìm ra cách để tạo ra những thay đổi tích cực và mang lại niềm vui cho bản thân và người khác. Hãy mạnh mẽ và không ngần ngại sử dụng trí tưởng tượng của mình để làm thế giới này trở nên tươi đẹp hơn. Hãy sống là chính bản thân mình và để sức mạnh bên trong của bạn phát huy. Chúng ta có thể là người biến tất cả thành hiện thực nếu chúng ta dám ước mơ và hành động để thực hiện chúng. Bản thân mỗi người đều là một kho tàng sức mạnh bên trong, và trí tưởng tượng là chìa khóa mở cánh cửa của nó. Dù cuộc sống có thể đầy thách thức và khó khăn, nhưng hãy luôn tin vào khả năng của bản thân. Thậm chí trong những thời điểm u ám nhất, khi mọi điều không như mong muốn, trí tưởng tượng vẫn là nguồn động viên, là động lực để giúp chúng ta tiếp tục bước đi. Hãy luôn tin rằng mỗi ý tưởng, mỗi ước mơ
có thể thành hiện thực nếu chúng ta dám thực hiện. Ta dám ước mơ và hành động để thực hiện chúng. Đừng ngần ngại sử dụng trí tưởng tượng để thổi sức sống vào mọi khía cạnh của cuộc sống, để tạo ra những điều kỳ diệu và mang lại niềm vui cho bản thân và người khác. Hãy sống từ chính bản thân mình và để sức mạnh bên trong của bạn tỏa sáng. Chúng ta là những người có khả năng biến những ý tưởng thành hiện thực, và không gì có thể ngăn cản chúng ta nếu chúng ta giữ vững niềm tin và sử dụng trí tưởng tượng của mình một cách sáng tạo và tích cực. Hãy làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn bằng cách sống đúng với bản thân và theo đuổi những giấc mơ của mình. Cảm ơn anh chị và quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Nếu anh chị và quý vị thấy nội dung này hữu ích, nhớ anh chị và quý vị chia sẻ thêm cho bạn bè và mọi người thân lắng nghe. Như thường lệ, thuật toán của YouTube họ ưu tiên cho các video nhiều like. Nếu anh chị thấy video này hay và hữu ích, nhớ anh chị like, giúp cho podcast của chúng ta có thể đi đến với nhiều người hơn. Anh chị có thể nhấn theo dõi để khi podcast có video mới thì YouTube sẽ thông báo cho các anh chị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các anh chị đã dành thời gian lắng nghe.